Rồi, rồi. Đó, rồi sau đó thì chú ngồi này, giờ con sẽ chuyển qua cái này. Rồi. Rồi, cái khi mà ấy thì mình gạt cái hai cái thành tay chú để đây. Đó, rất thoải mái ha. Đầu tiên là cái ghế, khi mà chú muốn qua thì chú chỉ gạt cái này. Là chú có thể qua bên trái qua phải được ha. Còn khi mà đi thì giờ giống như là đây, bật công tắc lên. Đó, thì nó sẽ hiện là cái cảnh báo, đây là cái mà cái bốn cái mức vạch pin. Hiện tại nó có tất cả là 6 như này, là bình thì nó chưa đầy. Thì cần mình sạc thêm ha. Rồi sau đó thì nếu mà chú muốn đi ban đêm thì chú bật thêm một công tắc nữa, thì dưới này là có cái đèn. Đèn buổi tối. Buổi tối ha. Rồi. À, tiếp theo này, khi mà đi thì ở đây là nó sẽ có là cho giới thiệu qua cái phần phím trên này. Đầu tiên đang để cái chỗ này là chế độ mà gọi là tiến. Thì tức là cái tốc độ thì từ 2 đến tối đa là 6 km/h, thì mình tùy chỉnh ha. Thì mới đi thì có thể để mức 2, mức 3 cũng được. Rồi sau đó thì đây nó có cái cần điều khiển. Thì cái chú khi dùng chú bóp cái này. Chú bóp này. Đó. Khi mà đó, chỉ cần bóp một tay thôi chú là đi. Khi mà chú giữ buông tay ra thì xe nó tự dừng. Chú buông tay ra là nó tự khóa, để tránh tình trạng mà đôi khi nhiều lúc là trẻ em hoặc đôi khi nhiều lúc mình gấp á, mà mình bật sát như này thì tức là mình dí sát á, thì thường xe nó sẽ bị ì một chút, nhưng mà mình đi thì chú cứ cầm nhẹ như này thôi. Đó, chú cầm nhẹ cái là nó đi được. Đó, rồi khi gặp nguy hiểm chú buông tay. Chú tức là chú hình dung này, chú để nhẹ này thôi. Để nhẹ cái. Ok, là mình đi được. Đó. Chú đi trong nhà. Nhà mình rộng nên là mình đi thoải mái. Đó, rồi chú lái thì cũng giống như lái xe máy thôi. Còn muốn mà nó vận tốc nó cao hơn thì chú bấm cái này là nó lên. Đó, còn mà mình muốn lùi á thì đây, khoan chú buông tay ra một chút nha. Chú muốn lùi đấy thì đây gạt cái này, kiểu chú bóp đi là nó tự nó lùi. Nó lùi. Đó, nó lùi. Lùi thì thực ra là nó vận tốc nó chậm, nó chỉ có 2 km thôi. Còn tiến thì nó sẽ cao hơn. Đó. À, là cái xe này là chú đi hay ai đi? À, chú đi à? Đó thì nó lùi rất là chậm, nhưng mà còn đây, giả dụ như mình gạt đây, chú buông tay ra ha. Mình gạt cái này. Thì giống như là nếu mà vận tốc mà lên tới 6 chú thấy nó đi nó rất là lẹ, và cái dốc này thì nó leo được bình thường. Đấy, khi mà dùng thì chú bóp nhẹ nhẹ thôi. Chú bóp như thế. Chú là thả tay thoải mái này. À, chú thấy nó đè thôi, đó. Đè xuống. Đó. Ở đằng sau chứ cô thấy nó có cái đèn cảnh báo buổi tối. Cái này là tối đa thôi. Không, chú bóp. Không, chú là chú đang đang xấu nó chạy ra mình. Rồi giờ bây giờ khi mà muốn lùi chút đấy, rồi lùi ha, rồi xong đó chút đó nhẹ nhẹ đó. Đó, tức là khi mà lùi thì tốc độ nó rất là chậm để cho mình cảnh báo được. Đó. Còn khi mà buổi tối cô thấy là đèn đây này, xung quanh là nó sẽ có bốn đèn, đó. Đèn sinh nhan bên trái bên phải và nó sáng này buổi tối này, đèn này đèn trước thì sáng này. Cái này là cái khi chú đi thì đẩy thì chú đẩy lên thôi. Chú bóp này nó đang vận tốc tối đa là 6. Chú đi đè xuống rồi. Đè. Đó ok. Đó. Đó. Chú muốn đi đèn thì tính là ra đường chứ trong nhà là phải đèn không.